Một năm trôi qua sau đó em đã đến đây rồi à. Năm nay một năm thật thể hài, xin quay toàn công mà chẳng biết than ai. Ước muốn một năm chơi thật dài để cố gắng công danh tiền tài. Mày đừng nhớ lời mày mồm im đi không sao không kiếm việc làm mà lấy cứ lông bông. Cái đầu của mày tôi suy nghĩ lung tung cứ ngồi đấy mà chờ sung dù. Dù biết một năm mệt nhoài phải cố tồn tại cứ thử thách trong gai. Ngông nghếch ngơ ngơ thở dài và đồng ý cái thằng ăn hại. Em đang cố cách ly và giãn cách mình với những ngôn ào. Thật luôn. Giờ em phải làm sao? Em tô màu mắt của em màu xanh, môi tròn son màu đỏ. Em không cần bước mà lăn vòng quanh. Trong một căn phòng nhỏ nét vẽ từ sáng đến tối. Em thiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn trưa rồi xong ăn tối. Anh shipper cũng đã quen mặt rồi. Là chơi ít bên phép mà tên góc cạnh không góc chân lướt ngang qua các em lại khóc thét bọn anh toàn sẽ có mấy thằng khác chỉ vẫn thôi bọn anh thích ăn gì anh trả lời cho con là ăn chơi bước vô club với tiếng gọi đội anh là đi vào dính ngay với sao chỉ cổ mà anh chẳng biết là khi nào ấy. Có lẽ em đang
mình cặp kia. Ô kỳ hâm mà yêu không ép tùy tâm mà ốm đau sẽ bị chăm mà ký hợp đồng mấy tỷ năm mà ghê yêu dấu của em ơi, ghê yêu nhất hệ mặt trời, ghê muốn ghê sáng trời, ghê toán khiến em bật cười, em có ghê vui. Con có đồng ý lấy phía con chiêu mình làm chồng không? Dạ con đồng ý ạ. Thế còn việc con chiêu mình, con có muốn lấy Flop làm vợ không? Dạ con không ạ. Hôm nay là lớp chúng ta sẽ được nghỉ Tết. Thầy ơi, cái gì vậy Khoa? Dạ em xin từ chức. Em làm thủ quỹ có gì áp lực đâu mà từ chức. Áp lực chứ thầy, thằng Kiệt nó thiếu tiền quỹ tới nay là 397.000 rồi mà em đòi hoài nó không chịu đóng. Mẹ, nó cuối năm còn không yên với mày nữa. Sao không chịu đóng tiền vậy Kiệt? Em biết luôn này thầy, nó có nhiêu tiền á, nó mua gấu bông, nó tặng cho con nụ lớp kế bên hết trơn luôn. Sao cuộc đời tao mày gành quá vậy? Tại tao cũng thích con nụ. Em à, em cho anh hỏi là em đã có người yêu chưa? Thứ nhất, em có người yêu rồi. Còn thứ hai, anh có rảnh không này, thứ ba anh có bận không thế, đến nhanh hết ba ngày sau chỉ mong thời gian trôi mau và thứ tư đi chơi được chưa nhỉ, thế nam không may lại mưa, ôi mong hoài phát tiền mất thôi. Xin đôi tay.